câu chuyện Diêm Vương xử tội. Nói hôm nay là ngày 8 tháng 3 nha, ngày đặc biệt, thành ra là Diêm Vương cũng ưu ái để mà cho một cái ngày xử tội đối với những cái hồn ma nữ mà chuyên về cái tội mại dâm đó. Cái ông nói bây giờ trên cái cổng thứ tầng thứ 18 của tầng địa ngục đó, ta có làm một cái cầu mà các ngươi trong quá trình đi từ đây qua bên kia rất là xa, nhưng mà trong đầu các ngươi nếu như có suy nghĩ về cái chuyện mà thất tình lục dục đó, là các ngươi sẽ rơi xuống cái tầng thứ 18 của tầng địa ngục chết ngay tức khắc. Ta là người đi phía sau và ta sẽ giám sát. Ai đi qua tới bên kia thì ta sẽ chấm vào bút là tha mạng. Rõ chưa? Hàng loạt người đi qua được, tới một hồn ma nữ hôm nay chết lại thỏ thân. Cái cô bước lên cầu, cô đi mấy bước, Diêm Vương đi phía sau. Cô quá run rồi, cô sợ quá, cô quay lại: Diêm Vương ơi, con run quá, cho con bò được không? Diêm Vương nói: Thoải mái, con muốn làm sao con làm. Cô bò một đoạn, cô quá run rồi. Cái cô cà chu cái mông lên hoài. Diêm Vương đi phía sau: Diêm Vương ơi, con quá run rồi, con quá run rồi, bây giờ con có thể ngưng lại một chút xíu không? Con ngưng lại một chút rồi con bò tiếp. Quay lại thì ông Diêm Vương ổng rớt mất tiêu như rồi. Tiếp tục câu chuyện nước miếng. Nói hai chồng đi làm về, gặp đứa con ngồi học bài quá mừng. Nói con mình giỏi, nó tự giác, nó tự học quá mừng. Mà không biết sao mà cứ phun nước miếng cái phẹp vô cái vuốt đầu, cái ngồi học hơi. Cái phun nước miếng cái phẹp vô, vuốt đầu ngồi học tiếp. Mà làm gì đó hơi chèm nhẹp cái đầu nó luôn. Ông bà ra nói: Trời ơi, con làm gì đó mà mắc vệ sinh quá, dơ quá. Làm gì mà phun nước miếng vô tay, vuốt đầu ngồi học, nhìn thấy nó mắc vệ sinh quá, trời mắc vệ sinh rồi. Tại đêm hôm con đi qua phòng ba mẹ đó, con nghe mẹ nói lấy nước miếng vuốt lên đầu cho nó ướt dễ vô. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Câu chuyện xuất viện. Nói hôm nay là ngày các bác sĩ tổ chức một cái bài test. Test cho tất cả các bệnh nhân mà bị cái chứng bệnh về mặt tâm thần đó. Là nếu mà ai mà vượt qua cái bài test này là được về nhà nha. Cái các bác sĩ vẽ cái cánh cửa giống hệt cánh cửa vậy ha, trên bức tường, cho các cái bệnh nhân đi lại mở cửa đặng đi về. Bác sĩ nói: Hôm nay là ngày các anh được về nhà, thành ra các anh hãy tự lại mở cửa ra mà đi về đi. Hàng loạt bệnh nhân chạy miết lại, giành giật với nhau, xô đẩy nhau để kéo cửa ra đi về. Mà cái cánh cửa là cái cánh cửa bẻ mà, đâu có về được. Các bác sĩ nhìn xung quanh, sao thấy có một anh đang đứng im ru đứng nhìn các người kia mở cửa. Bác sĩ hỏi: Ơ sao mà anh hôm nay được về mà anh không về, mà anh cầm cái xẻng anh đứng đó làm gì? Đi lại mở cửa về đi. Anh giơ cái xẻng lên, anh nói: Mấy đứa đó bị ngu hết rồi, tôi cầm cái chìa khóa ở đây sao về được. Câu chuyện hoa hậu. Hôm nay là hoa hậu dẫn nguyên một cái phái đoàn phụ nữ đi ra thăm thương binh viện, nơi mà các cái thương binh mà phục vụ kháng chiến mà đang nằm dưỡng thương đó. Cô hỏi anh đầu tiên: Công việc của anh là gì? Anh đầu tiên trả lời: Dạ tôi là giao liên. Cô hoa hậu niềm nở: Cho em xin phép hôn lên đôi giày vạn dặm của anh với cái lòng ngưỡng mộ. Cô hôn lên đôi giày một cái. Cô đi qua cái giường thứ hai, cô hỏi anh thứ hai: Anh đang làm việc gì? Tôi đang làm bộ phận tham mưu. Ồ, bộ phận tham mưu, em xin phép hôn lên bộ phận tham mưu của anh, hôn lên trán của anh làm bên bộ phận tham mưu một cái. Cô đi qua giường số 3, cô hỏi: Anh đang làm bên bộ phận nào? Dạ tôi đang làm bên bộ phận pháo binh. Pháo là phải hung vô pháo. Câu chuyện gọi điện. Alo, ai đó? Dạ tôi là ai? Dạ tôi là bảo vệ. Tôi là chủ nhà đây nè, nhà tôi không có bảo vệ. Dạ thưa ông chủ, là bà chủ mới thuê con hồi sáng nay à? Vậy à, bà chủ đâu?
Dạ bà chủ đang ngủ trên phòng với ông chủ mà. Tôi là ông chủ nè, không có ông chủ nào hết. Muốn có tiền không? Dạ muốn à. Kéo học bàn ra, lấy cái súng vô bắn chết hai đứa nó, giục xuống hồ cho tôi. Bùm bùm. Dạ xong rồi ông chủ ơi. Giục hai đứa nó xuống hồ cho tôi, chút về tôi thưởng tiền. Cái hồ mé bên tay phải của mình á. Alo. Dạ thưa ông chủ, là cái hồ nào ạ? Cái hồ phía bên tay phải của mình đó. Dạ thưa ông chủ, là nhà mình không có cái hồ nào hết trơn ông chủ ơi. Ôi chà, xin lỗi nha, tôi lộn số rồi. Tiếp tục câu chuyện. Lượng Văn nói hôm nay là ngày giáo sư xuống kiểm tra tất cả các sinh viên, là bốc thuốc cho tất cả các bệnh nhân của mình uống để chuẩn bị làm cái luận văn tốt nghiệp đại học nha. Cái có một sinh viên, vị giáo sư lại hỏi: to thuốc này của cậu là bốc cho bệnh nhân của mình uống là liều lượng bao nhiêu vậy? Sinh viên trả lời: dạ thưa giáo sư, là con bốc 3 thìa ạ. Vị giáo sư nhìn vô đồng hồ: rất tiếc là bệnh nhân của cậu vừa mới tắt thở. Câu chuyện tăng lương. Dạ, dạ thưa sếp, là bắt đầu tháng sau sếp tăng lương cho em đi ạ. Nhà em có ai đâu mà phải tăng lương. Dạ, dạ thưa sếp, là em phải nuôi hai đứa con của em, rồi em nuôi con của mẹ chồng em. Rồi tháng trước sếp đi công tác với em phải chuẩn bị nuôi con của sếp nữa à. Câu chuyện phép màu. Nói hôm nay là nhà vua chuẩn bị lên đường ra biên ải để dẹp giặc nha. Mà ông rầu quá rầu à. Vì hoàng hậu quá trẻ quá đẹp mà lại có cái tánh lăng nhăng nữa, mà xung quanh là toàn là quần thần với những vị quan mà có tài mà lại háo sắc nữa. Ông rầu quá, ông không có đi ra biên ải, ông đánh giặc được. Đột nhiên vị thần xuất hiện: bây giờ ta cho con một cái phép màu, ai mà đụng vô hoàng hậu phải không, đụng bộ phận nào là cục bộ phận đó. Con đừng có lo, con cứ an tâm lên đường diệt giặc. Ông vừa hồi kinh, ông thăng đường, bắt đầu ông mời tất cả các cái vị quan quần thần mà dưới lại tể tướng đâu đó, mà ở nhà phù mà phục vụ với lại săn sóc cho hoàng hậu đó, kêu lên: các khanh hãy thoát y ra cho ta kiểm tra. Cuối cùng thoát y ra sao, cục hết trơn luôn, không có ông nào còn hết trơn, có mình nên tể tướng còn. Ông chạy lượn vũ vai: trời ơi, tể tướng ơi là tể tướng, ta đặt niềm tin vào khanh không sai, ta giao hoàng hậu cho khanh là quá chuẩn, quá trời ok, tể tướng cần gì ta sẽ ban thưởng, hậu hỷ. Tể tướng đi mò kiếm cái cuốn sổ ghi: nếu hoàng thượng có phép màu, hoàng thượng hãy ban cho hạ thần mọc cái lưỡi lại. Trời ơi, ông lấy cái lưỡi á,